chị em đã coi như là hợp tác với nhau và cười nói thôi, đi thi đi, Kim Kim có thể tỏa sáng tại vì Kim Kim rất là giỏi về này 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 nọ vân vân, và đã nói và thuyết phục Kim, và Kim đã gọi là đã chấp nhận và lựa chọn cho công ty quyền đại diện cho mình. Thì như là mọi người biết, Kim tới chương trình Miss International Queen Việt Nam thì không biết ai hết, và Kim Kim vào chương trình thì luôn luôn với một trái tim ấm áp và mở lòng với các bạn, và luôn bao dung và luôn hỗ trợ và bảo vệ nữa, nhất là những chị em chuyển giới của tụi mình thì cần những sự ủng hộ như vậy lẫn nhau. Nên sau khi ra chương trình thì chị em rất là quý, và hiện tại bây giờ như top 20 Miss Queen đã có mặt hiện tại nơi đây, và cả team Mai Ngô, tại Mai Ngô mentor của bên đó cũng qua đây, gọi là nếu nếu Kim không có cái sự tình cảm và thân thiện và cái sự muốn làm gì cho cộng đồng mình cho tốt và nối kết với những chị em chuyển giới của mình, và thì sẽ không được cái tình thương của mọi người tới đây ủng hộ Kim trong hôm nay, và Kim rất cảm ơn. Thì chị kêu Kim nói tiếng Anh thì Kim nói tiếng Anh thôi. Thì I just want to say thank you to everybody that's coming here, support Kim Kim and my road to Miss Trans International, and I hope to bring the crown home and make you guys proud, and especially our community gender. I want you guys to be proud of me and proud of you and always. Chị này không hiểu hả? Chị em muốn nói chậm lần cho chị hiểu luôn. Nói chi chi cũng là một cái chị Kim Kim rất là quý và đã biết từ lâu, và cũng là một idol thật sự. Trước khi Kim chuyển giới, Kim đã biết tới Khánh Chi rất là qua mạng xã hội và những cái thông tin. Thì hôm nay là như lần đầu tiên gặp nhau để ngồi trò chuyện. Nhưng Kim Kim đã để ý tới cô nàng này từ mấy lần đi event trước rồi, và lúc nào cũng có cái sự nhìn thiện cảm và rất là dễ thương đó. Và chị xin đi tái tài đây cũng vậy, là đã gặp rất là nhiều lần và mình cũng đã nói chuyện rất là nhiều lần rồi, và chị cũng là ở Việt Nam cũng là mẹ của nhiều nhiều bé lắm đấy. Nhưng mà đối với Kim Kim thì chị vẫn luôn là một người chị đẹp, nên Kim Kim xin gọi là chị tại vì chị luôn luôn trẻ và đẹp trong lòng của em, nên Kim Kim xin cảm ơn. Đôi khi ấy, Kim Kim nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt, thành ra mọi người có gì không 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 phải mọi người bỏ qua cho, tại vì bạn ấy cũng sống và làm việc từ Mỹ từ nhỏ nên cái ngôn từ tiếng Việt thì đôi khi hơi quen một tí, nên là mọi người linh động nhá. Cảm ơn Kim Kim, cảm ơn chị Như Quỳnh, và không biết là còn câu hỏi nào đến từ phía các anh chị phóng viên nữa không ạ? Xin chào Kim và quý khách mời. Thì thông là đến từ trang tin giải trí văn hóa, thì không có câu hỏi dành cho Kim là không biết sắp tới mình có cái kế hoạch dự án gì cụ thể trong cái thời gian tới không, và cái cuộc thi này thì